Nội dung của mỗi duyên khởi theo sớ giải bộ phân tích Phi Phanga. Trong nội dung này bao gồm nói về bản tướng, tác dụng, đặc điểm và yếu tố của các mắt xích duyên khởi, bao gồm vô minh, avicca, hành, sankhara, thức, vinyana, danh, nama, sắc, rupa, lục nhập, salayatana xúc phasa thọ vedana hữu bava sanh jati già jara chết marana Sầu, sukha bi lụy parideva khổ thân Dukha, khổ tâm domanasa và thất vọng upayasa chi tiết như sau đối với vô minh bản tướng là sự bất tri tác dụng của nó là tạo ra sự mê mờ đặc điểm là che kín bản chất của các pháp yếu tố cấu thành nên tứ lậu đối với hành bản tướng là sự cấu thành tác dụng là sự khuân tập đặc điểm là chủ ý hay dụng tâm và yếu tố cấu thành vô minh trong tứ đế. Thức Bản tướng là sự biết cảnh, có tác dụng dẫn đầu các pháp và đặc điểm là kết nối hai đời sống. Yếu tố là ba hành thiện ác hoặc sáu căn và sáu trần. Mắt xích duyên khởi danh Có bản tướng là sự hướng tới cảnh Tác dụng đó là sự kết hợp tâm sở và đặc điểm của nó là không rời thọ tưởng và hành uẩn yếu tố cấu thành nên danh chính là thức uẩn sắc rupa có bản tướng luôn luôn rã tan tác dụng là sự rời rạc với đặc điểm là tính chất vô ký yếu tố cấu thành nên sắc là thức uẩn ở đây chính là tâm tái tục lục nhập bản tướng là sự đưa đẩy có tác dụng như sự biết cảnh trần đặc điểm làm chỗ dựa và ngõ vào của thức yếu tố cấu thành nên lục nhập là danh sách đầu đời xúc pha xạ có bản tướng là sự pha chạm tác dụng sự cọ sát có đặc điểm là sự kết nối và yếu tố cấu thành nên xúc là sáu căn thọ vedana bản tướng là sự hưởng dụng có tác dụng thưởng thức hay chịu đựng đặc điểm bao gồm khổ lạc tế và khổ lạc thô yếu tố cấu thành nên thọ chính là sáu xúc hữu pava bản tướng là tính nhân quả nói chung có tác dụng tạo ra sự hiện hữu đặc điểm là thiện ác và vô ký yếu tố cấu thành nên hữu chính là tứ thủ sanh jati bản tướng là sự xuất hiện buổi đầu đời có tác dụng sự dẫn nhập vào kiếp sống mới đặc điểm chính là lìa cũ đến mới yếu tố cấu thành nên sanh chính là nghiệp hữu và bản tướng là sự cằn cỗi của các uẩn. Đó là sự dẫn đưa đến cái chết, có đặc điểm là tàn phá sự tươi trẻ, yếu tố dẫn đến già, chính là sự tái sanh. Chết là sự lìa bỏ đời sống cũ, có tác dụng như sự phân ly chia cách. Đặc điểm là sự lìa bỏ thân phân đời trước, cảnh giới tiền kiếp. Yếu tố tạo nên chết chính là sự tái sanh. Sau, bản tướng là sự nung nấu trong nội tâm. Nó đốt cháy nội tâm với đặc điểm là sự giằng xé, rây rứt. Yếu tố tạo nên sầu chính là sự mất mát về tinh thần hay vật chất. Các mắt xích còn lại như bi lụy, khổ thân, khổ tâm, thất vọng như sau. Bi lụy bản tướng là sự khóc than sự kể lễ có đặc điểm nó làm sự xáo trộn trong biểu cảm và yếu tố tạo nên bi lụy chính là do sự mất mát gì đó khổ thân vốn là sự mất bách về sinh lý có tác dụng làm khổ kẻ ngu đặc điểm đó là do sự bất an trong cơ thể yếu tố tạo nên sự khổ thân chính là ngoại trần bất toại khổ tâm bản tướng là sự dày vò trong tâm khảm làm nhiễu động nội tâm với đặc điểm khiến cho tâm héo sầu yếu tố tạo nên khổ tâm là do ngoại trần bất toại và cuối cùng thất vọng bản tướng là sự đốt cháy tâm can hoặc sự tan nát trong lòng nó làm hỏng biểu cảm và đặc điểm là sự cay đắng yếu tố tạo nên thất vọng là do sự mất mát hay hụt hẫn nào đó. Dài vấn đề giáo lý thường được Sayadol Sulun nhắc nhở. một Thất thánh sản Ariyadana bao gồm chánh tính Sada, thí xã Chaga, cho như người thả chim chớ không như người thả diều. Thánh giới Sila tức giới hướng vô lậu. Đa văn Sutta, tức kiến thức Phật Pháp. Tam Hiri, là biết hẹn giới tam nghiệp bất thiện. Úy Otapa, biết sợ giới tam nghiệp bất thiện. Và trí tuệ Panya, tức chánh kiến. Hai, nguồn gốc của danh sách. Người tin Phật phải hiểu rằng tất cả chúng sanh và vô lượng vũ trụ xét rốt ráo về bản chất và duyên khởi thì không gì nằm ngoài bốn thứ là nghiệp tâm nhiệt lượng và dưỡng tố 3. nhận thức về danh sách sejado luôn tìm dịp để nhấn mạnh rằng một người cầu đạo giải thoát phải luôn tâm niệm thường trực về tính vô ngã của thân tâm danh không phải là người nào sắc cũng không phải là người nào. Do có danh và sắc mới có các khái niệm tục đế như người, trời, thú vật, vân dân. Ta khổ vì ta không sống trong nhận thức đúng đắn. Như cứ nghĩ tay của tôi bị đau, mẹ của tôi bị bệnh, xe cộ, nhà cửa của tôi bị hư, vân dân. Khi thiếu niệm và tuệ, rồi sống dùi sâu trong những hiểu lầm kiểu đó thì phàm phu nào lại không đau khổ. So với những nỗi khổ của phàm phu vốn bị ví như người gánh cả ngọn núi nhân quả trên vai, thì nỗi khổ mà vị sơ quả phải gánh chịu trong bảy kiếp tái sanh chỉ nhỏ như bảy hạt sỏi. Ở các tầng thánh cao hơn thì số lượng và trọng lượng của những viên sỏi ấy sẽ nhỏ hơn và ít hơn. Cứ còn sót một tí phiền não thì còn sót một tí khổ. Bậc La Hán không còn chút phiền não nào nên không còn đau khổ nữa. Dù có thể ta thấy Ngài bị tai nạn, bệnh hoạn, nhưng nhiều lắm cũng như người lớn bị đứt tay vậy thôi. Không kinh hoàng và đau đớn như trẻ con. Lý do rốt ráo chỉ là vì khi trí tuệ nhận thức tứ đế hoàn toàn viên mãn, không còn một gốc quốc nào chưa được soi rọi, thì vị La Hán không còn tiếp tục khổ với cái tôi nữa mà có cái khổ nào trên đời này lại không liên hệ ít nhiều với sự ngộ nhận khi ta cứ nặng lòng với một thứ gì đó như thương một người hay thích một vật sợ cái này ghét cái kia thì tâm ta mới còn bị ảnh hưởng trước những sự cố sự kiện bốn tâm thánh đạo chỉ xuất hiện trong một sát na xuất hiện để rồi mất vĩnh viễn nên được gọi là bốn tâm của người chết còn bốn tâm thánh quả thì được gọi là tâm của thánh sống vì chúng có thể tái hiện vô số lần trong đời một vị thánh giây phút sống trong tâm thánh quả là giây phút an lạc nhất trong dòng luân hồi của một chúng sinh vì qua đó vị thánh được an hưởng quả vị niết bàn hoàn toàn xa lìa cảnh thế gian không còn bị tác động bởi nhân luân hồi và quả luân hồi. Các pháp lành như tính, tấn, niệm, định, tuệ thì người nào tu Phật cũng phải có ít nhiều. Nhưng các pháp lành ấy ở người có tu tập tuệ quán và không tu tập tuệ quán chắc chắn không giống nhau. Sự khác biệt ấy ta còn có thể thấy ở hai dạng hành giả, tinh tấn và giải đãi ở tầng thánh thấp và tầng thánh cao. Niềm tin của vị sơ quả đối với Đức Phật không thể nào giống với niềm tin của một vị La Hán. Bởi nói trên lý thuyết thì ta thấy được bao nhiêu mới tin được bấy nhiêu. Như một đứa bé không biết rõ về tài sản của bố mẹ bằng một người đã trưởng thành, nên nó không cảm nhận đầy đủ về quyền lực hay sự giàu sang của bố mẹ. cuộc gặp gỡ giữa hai bậc thánh. Bà Wepon là một đệ tử của ngài Mingun Sajado, được cho là đã chứng tam quả, nghe tiếng ngài Kavi và đã tìm cơ hội đến vấn đạo. Khi bà đến hẻm núi Mongyinpo, thì rất nhiều học trò của ngài Kavi cũng đang tụ họp ở đó để chờ nghe pháp. Dựa trên những câu hỏi của bà Wepon, Ngài Kavi đã lần lượt giải thích một cách chi tiết về kỹ thuật tuệ quán từ bước đầu sơ cơ cho đến khi chứng đạo. Chuyện được kể lại rằng sau khi nghe giảng xong, bà đã chấp tay lại và gọi lớn Con trai của ta đây rồi, con trai của ta đây rồi. Ngài Kavi nghe vậy liền nói Nếu bà gọi tôi là con thì hãy cúng dường thực phẩm đến chư tăng tại đây. Ngay ngày hôm sau, bà Nguyepon đã sắm sửa đầy đủ thực phẩm để cúng dường chư tăng trong hẻm núi rồi từ biệt ngài Kavi. Sau này, ngài Kavi kể lại rằng ngài đã biết trước từ lâu cuộc gặp gỡ với bà Nguyepon và cũng biết trước bà sẽ hỏi về những vấn đề gì và đặc biệt là biết rõ bà sẽ ăn vận thế nào khi đến đây. Trong cách thuyết giảng của mình, Ngài Ca Vi luôn cố gắng giúp người nghe thấy được những khía cạnh độc đáo của chánh Pháp, chứ không nói đạo theo cách phần lớn các giảng sư là thường nói điều mình muốn. Các vị có thuộc lòng bài kinh Svakato thì sẽ thấy các hồng ân của Pháp bảo như đạo phải do chính mình thấy. Chánh Pháp thách thức mọi thử nghiệm. Nội dung chánh Pháp là chỉ đưa người đi lên và đi ra. Chánh Pháp chỉ dành cho người có trí không phải cho kẻ tin suông trong khi thuyết giảng cho học trò ngài ca vi luôn nhấn mạnh những khía cạnh này của phật pháp ngài nói rằng phật pháp là Sanditiko tức mỗi người phải tự mình hành trì để thực chứng sự giác ngộ không thể có được từ việc nghe lại ai đó dầu đó là đức phật thì câu nói nào của ngài cũng chỉ là gợi ý rồi người nghe từ đó hiểu ra và chứng ngộ thánh trí con ehipasiko là pháp môn tu hành nào cũng phải sẵn sàng cho mọi giáo nghiệm một pháp môn mà e sợ sự tìm hiểu thì không phải là chánh pháp opaneyiko là pháp môn mà càng tu tập càng thấy mình được tháo cởi bởi những ràng buộc trước đây và vượt khỏi chính mình ngày cũ thì đó mới là chánh pháp càng tu tập càng thấy trói buộc thế mình chỉ quẩn quanh con đường cũ thì đó là tà đạo. Còn Pachantam Veditapo Vinyuhi có nghĩa là chánh pháp này chỉ dành riêng cho người trí. Người trí ở đây là người thấy được sự vô nghĩa và tai hại của niềm đam mê trong trần cảnh. Không phải ai cũng đủ khả năng để chịu chấp nhận một sự thật rằng mọi hiện hữu ở đời chỉ là danh giới sắc và tất cả đều là khổ đế. Cái khó hơn nữa là thấy được rằng niềm đam mê nào cũng là nguồn khổ biết chán sợ khổ và nguồn khổ thì phải là bậc hiền trí hiền trí có hai hạng hạng thứ nhất là phàm trí hôm nay thấy đúng nhưng ngày mai có thể vì tà kiến và vô minh mà thấy khác đi hạng hiền trí thứ hai là thánh nhân tức người hiểu được rốt ráo tứ đế một khi đã chứng ngộ thì không bao giờ thay đổi nhận thức nữa chỉ có người trí mới thấy được rằng danh sách nào rồi cũng vô thường và bản chất của danh sách nào cũng chỉ là những thành tố không cốt lõi và luôn thay đổi. Nhận thức của người học đạo có thể gom gọn trong ba thứ trí tuệ như sau. Trước hết là Yata Parinya, biết rõ từng thứ danh pháp là gì, từng thứ sắc pháp là gì. Loại trí tuệ thứ hai là Tirana Parinya thấy rằng danh sách nào cũng do duyên mà có và có rồi phải bị mất theo quy luật tam tướng. Loại trí tuệ thứ ba là Paha Naparinya là khi hai loại trí trên đây được chín mùi, già dặn và thuần thục thì nhận thức của hành giả tuệ quán lúc này đủ mạnh và bén để cắt đứt phiền não. Tân thánh thấp thì cắt đứt một ít, tân thánh cao thì cắt đứt nhiều hơn và tần thánh là hán thì dứt sạch tất cả phiền não mà ta có thể nói khác đi bằng một từ là dứt sạch tất cả những ngộ nhận phàm phu thích cái gì hay ghét cái gì đều do hiểu lầm mà ra chỉ có người trí mới có thể hiểu được danh sách là khổ đế niềm đam mê trong khổ đế là tập đế sự loại trừ tập đế chính là diệt đế và bát chánh đạo là đạo đế con đường dẫn đến Diệt đế. Đây là trí tuệ về Tứ đế. Chỉ có người trí mới có được trí tuệ này, biết rõ Tứ đế là gì, tức biết rõ thế giới này được cấu tạo ra sao. Chỉ có người trí mới biết được việc phải làm đối với Tứ đế. Tức khổ đế cần được nhận diện, tập đế cần được loại trừ, diệt đế cần được chứng ngộ và đạo đế cần được hành trì. Trí tuệ này được gọi là kichanyana tức trí tuệ biết chuyện phải làm khi hoàn tất rút ráo việc phải làm đối với tứ đế thì bậc thánh tự nhiên có một nhận thức rất rõ ràng rằng mình đã là người hết việc người chưa chứng đạo dầu là bậc thông tuệ đến mấy cũng không thể có được loại trí này đức phật gọi đây là katanyana tức khả năng tự hiểu mình đã là thánh đã làm xong chuyện phải làm đối với tứ đế như vậy từ đầu đến cuối hành trình tu chứng của một hành giả không lúc nào lại vắng mặt trí tuệ chỉ là các cấp độ cao thấp mà thôi đây là lý do tại sao đức phật dạy chánh pháp chỉ dành cho người trí ngài ca vi có một cách giải đạo rất thực tế hầu như không trích dẫn kinh điển nhưng điểm đặc biệt là lời ngài luôn có khả năng đánh động tâm tư người nghe lần đó ngài gặp mặt một người đàn ông miến điện nổi tiếng trong làng là tay bợm rượu và ngài đã nhắc nhở ông này bằng một câu chuyện nhỏ ở đây ai cũng tin phật có phật hiện tại thì dĩ nhiên cũng có phật quá khứ và phật tương lai người bây giờ có lòng tin phật thì chắc chắn kiếp xưa cũng đã từng gặp được chư phật hay giáo pháp của các ngài chính vì chúng ta đã gặp phật nhưng không chịu hành trì nên bao nhiêu đời Phật đã qua rồi, mình vẫn còn ở đây với nhau. Các đức Phật gần đây nhất cũng không giúp được gì cho mình. Bây giờ là thời kỳ giáo Pháp của đức Phật Thích Ca, mà ta cứ sống phóng vật thì không lẽ phải đợi đến Phật Di Lặc hay sao? Cơ hội tốt nhất cho mỗi người không phải là quá khứ, cũng không phải tương lai, mà là ngày giây phút hiện tại này. Nghe đến một vị Bồ Tát chánh đẳng giác, dầu lòng hướng đến quả vị tương lai cũng phải nỗ lực hết mình trong từng giây phút hiện tại để vung bồi ba la mật giúp đỡ người khác là việc nên làm chẳng hạn như với gia đình hay xã hội nhưng trách nhiệm lớn nhất của mỗi người vẫn phải là chính mình ông bác sĩ nào cũng phải tự biết giữ sức khỏe trước rồi mới có thể chăm sóc người khác chỉ biết lo bán xà phòng cho người khác mà bản thân mình không chịu tắm rửa thì thân thể mình sẽ ra sao lần khác để nhắc nhở một nhóm chư tăng trẻ tuổi ngài ca vi đã kể lại một ví dụ trong kinh có những người lính mới vừa trông thấy cờ xí của đối phương thì đã bắt đầu sợ hãi bỏ chạy có những người lính chỉ mới nghe tiếng hò hét của đối phương cũng đã bủng rủng chân tay có những người lính chỉ mới nhìn thấy đám bụi mù từ bước chân di chuyển của đối phương đã mất sức chiến đấu họ giống như những nhà sư thiếu đạo lực có thể dễ dàng sa ngã khi gặp mặt trò chuyện hay được nghe kể về một nữ nhân nào đó để sống phạm hạnh một cách viên mãn thì một tỳ kheo phải luôn nhớ mình có những biên giới không thể vượt qua nếu lỡ vi phạm lầm lỗi này thì phải kịp thời cảnh giác lầm lỗi tiếp theo chịu đứng lại nói chuyện với phụ nữ là ta đang vượt qua ranh giới thứ nhất cười đùa vui vẻ với họ là ranh giới thứ hai. Chấp nhận lời mời thỉnh về tư gia là ta đang vượt qua ranh giới tiếp theo. Chịu ngồi một mình trong chỗ vắng với một phụ nữ mà mình đang phải lòng thì đó là ranh giới cuối cùng của một tỳ kheo thanh tịnh. Đối với một hành giả tu tập tuệ quán cũng vậy. Khi tiếp xúc với năm trần mà thất niệm thì đó là ranh giới thứ nhất và khi để sự thất niệm ấy tạo ra các nghiệp thân khẩu thì coi như hành giả đang vượt qua ranh giới tiếp theo Pháp thoại về nàng Bata Ngài Kavi có một tài lạ là thường thuyết pháp bằng cách chia sẻ một câu chuyện xưa Ngài giúp người nghe thấy ra được những vấn đề giáo lý quan trọng trong từng chi tiết của câu chuyện Những người được nghe đồn Ngài là Bậc Thánh, thì khi nghe kể chuyện, họ rất dễ có cảm giác rằng Ngài là một nhân vật nào đó trong câu chuyện đang kể, với những tình tiết mô tả như là người trong cuộc. Ở đây, chúng ta thử lắng nghe Ngài kể lại câu chuyện về Thánh Ni Patachara. Trước hết, Ngài Kavi bắt đầu câu chuyện bằng lời mở đầu rằng sáu căn không được thu thúc bằng niệm và tuệ thì chỉ đem lại đau khổ. Lý do đơn giản là khi không có niệm và tuệ, người ta sẽ cảm nhận thế giới này theo hướng dẫn của vô minh. Thế giới này là một khu rừng tối. Kẻ vô minh giống hệt một người mù, thậm chí một người mất trí. Hiểm nạn mà họ phải gặp trên những con đường rừng thật là đáng sợ. Patachara là một tiểu thư tuyệt sắc và giàu có. Nàng đem lòng yêu một người làm trong nhà và một hôm đã quyết định bỏ trốn theo người ta quý vị biết rồi đó nàng đã có được mấy đứa con và trong một đêm giông bão khi vừa sinh xong đứa con thứ ba thì cả nhà nàng gồm chồng và ba con và cả cha mẹ đều chết hết với những kiểu chết thê thảm nhất như bị rắn cắn bị nước cuốn bị diều tha và bị nhà sập đè chết nàng đau khổ đến mức điên loạn không còn biết xấu hổ gì nữa, cởi hết áo quần rồi đi trên đường vừa đi vừa khóc. Viên lành tiền kiếp đã đưa nàng đến với Đức Phật, chỉ một câu nói của ngài, nước mắt con trong tiền kiếp đã nhiều hơn bốn biển, sau này lại vẫn còn khóc. Nàng đã lập tức phục hồi trí nhớ và trong thính chúng có người đã ném cho nàng một tấm vải choàng. Quý vị có biết Pachatara đã hiểu lời Phật thế nào không? Nàng nghe câu nói của Phật nhắc về dòng sanh tử, thì tự nhiên phát khởi một niềm tin rằng nếu trên đời này có cái đau khổ, thì chắc chắn cũng phải có sự chấm dứt đau khổ. Như có đêm thì phải có ngày, có lạnh thì phải có nóng, dân dân. Trên đời này không có cái gì mà không có thứ đối xứng. Khi nghĩ vậy, nàng mới thiết tha cầu đạo giải thoát và có lẽ quý vị cũng không tin rằng ngay sau đó từ nỗi đau của mình từ gợi ý của phật patachara đã trực nhận tư đế một cách rất đơn giản mọi thứ đều là khổ do vô minh người ta đã yêu cái khổ niềm yêu đó chính là tham ái giai đoạn mãnh liệt của tham ái chính là tứ thủ chính tứ thủ xúi dục người ta hành động từ hành động mới có tái sinh tức tiếp tục có mặt mãi hoài trong các cảnh giới. Hôm nay nàng khổ vì sự mất mát cùng lúc của tình yêu và tình thân, chỉ vì chính vô minh đã đẩy lùi trí tuệ của nàng. Không cho nàng thấy được cái thực tướng chân đế, và thay vào đó nàng chỉ nhìn về thế giới này bằng sự ám ảnh của vọng tưởng. Mà cái biết bằng vọng tưởng thì chỉ cho phép nàng thấy được toàn là tục đế, chế định, cuộc đời qua lăng kính tục đế chế định thì làm sao có thể được thấy là vô thường khổ vô ngã chính vọng tưởng đã khiến một người phàm phu tin tưởng vào cái gì đó vĩnh cửu trong những thứ vô thường đi tìm cái hạnh phúc trong cái đau khổ đi tìm một cái tôi trong những thứ vô ngã đi tìm một cái đẹp trong những thứ rỗng không để có thể lìa bỏ vọng tưởng và sống trong trí tuệ thì chỉ có một con đường duy nhất là tu tập tứ niệm xứ. Sự hành trì này giúp ta lìa bỏ được vọng tưởng. Bốn niệm xứ ở đây là bốn đề tài hay đề mục để người cầu đạo giải thoát, dùng niệm để biết và dùng tuệ để hiểu chúng theo cách tuệ biết nó là gì và niệm biết nó đang ra sao. Thân quán niệm xứ là dùng niệm và tuệ để biết rõ tất cả những gì thuộc về thân bản chất và sinh hoạt của nó thọ quán niệm xứ là dùng niệm và tuệ để rõ những gì thuộc về cảm giác của thân và tâm tâm quán niệm xứ là dùng niệm và tuệ để biết rõ tất cả các loại tâm thiện ác có mặt như thế nào và pháp quán niệm xứ là dùng niệm và tuệ để quan sát cùng lúc cả danh và sắc với sự kết hợp của ba niệm xứ trước. Ở đây có một nhận xét mà nhiều người cho là khác giới truyền thống. Khi tôi, tức Ngài Ca Vi, thấy rằng thân quán niệm xứ có tác dụng mạnh nhất trong việc loại bỏ ảo tưởng về cái đẹp. Thọ quán niệm xứ đặc biệt có tác dụng trong việc ảo tưởng về hạnh phúc. Tâm quán niệm xứ đặc biệt có tác dụng loại bỏ ảo tưởng về sự trường cửu lâu bền. Pháp quán niệm xứ đặc biệt có tác dụng loại bỏ ảo tưởng về quan niệm tôi của tôi. Người không tu tập tứ niệm xứ thì làm sao có niệm và tuệ. Hai tâm sở này ở họ cũng chỉ để hỗ trợ cho cái biết bằng vọng tưởng mà thôi. Cái biết bằng vọng tưởng, sanh nha không thể xuyên thấu được bản chất tam tướng, nên người không tu tập niệm xứ mới thấy có một cái tôi đi ngược lại lý vô ngã. Họ luôn sống trong quan điểm trốn khổ tìm vui, tức đi ngược lại tinh thần khổ tướng, và luôn tin tưởng sự lâu bền trong người và vật, tức đi ngược lại lý vô thường. Khi không sống trong trí tuệ tam tướng, thì chắc chắn người ta phải bị khổ, vì đã là vô ngã thì không ai có thể được dạng sự như ý. Vì thế giới này là vô thường, nên không gì là trường cửu như họ ước mơ hành giả tứ niệm xứ thì ngược lại sống trong niệm và tuệ để nhìn thấy được bản chất tam tướng của danh sách nên họ có được sự thanh thản của một người hiểu chuyện biết cái thích nào cũng là cái thích trong khổ đế nếu cái thích là chuyện vô lý thì chuyện bất mãn trong khổ đế cũng là chuyện vô lý thái độ này trong kinh gọi là hành xã tuệ không thích cũng không ghét không vui cũng không buồn trình độ nhận thức trên đây về thế giới và chúng sanh nếu ở phàm phu thì gọi là chánh kiến ở thánh nhân gọi là thánh trí người hiểu được chuyện như patachara không phải là ít nhưng để có thể chứng đạo như nàng thì không phải là nhiều lý do là bởi vì có người chỉ thành tựu một phần ba la mật là thiếu sự tinh tấn trong hiện tại thiếu những điều kiện khách quan như thầy bạn trú xứ điều kiện sinh hoạt vân vân. Thiếu những thứ này thì giàu ba la mật có viên mãn thì hành giả cũng phải gặp nhiều khó khăn. Ba la mật không đủ hoặc điều kiện hiện tại bị thiếu đều là trở ngại lớn cho hành giả. Ở đây, nàng Bhattachara đã tu tập ba la mật từ đời Phật Badu Muttara cách này 100.000 đại kiếp và bây giờ lại được thấy mặt Thế Tôn cùng thanh chúng. Sức khỏe nàng đầy đủ và bối cảnh sinh hoạt chắc chắn không tệ. Nên từ khả năng nhận thức trên đây, nàng đã mau chóng chứng đạt quả vị cao nhất là La Hán Quả. Cuối câu chuyện, Ngài Ca Vi đúc kết lại giáo lý tứ đế. Khả năng thấy được tứ đế của Patachara được gọi là Pháp Nhãn. Nhận thức được rằng tất cả sự có mặt của danh sách đều nằm trong ba khổ, thì đó là trí tuệ về khổ đế. Việc nàng lìa bỏ được tâm tham ái trong danh sách chính là trí tuệ về tập đế. Từ chỗ đoạn trừ được tập đế, nàng chứng ngộ được niếp bàn tức diệt đế. Và sự vận dụng niệm giới tuệ để thấy được cái gì là khổ đế. Để từ đó đoạn trừ tập đế thì gọi là đạo đế. Như vậy, nàng trong một thời gian ngắn đã thành tựu được ba trí như sau. Một, trí biết rõ tứ đế là gì, nhà nyana Hai, trí biết rõ việc phải làm đối với tứ đế, nhà nyana Và ba, trí biết rõ rằng mình không còn gì để làm nữa đối với tứ đế, Kata-Nyana.